Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả bút ký Tôi Phải Sống, thân ái gửi tới các bạn phiên bản mới của tập bút ký này dưới tên Kể Chuyện Bạn Nghe, do ca sĩ Sơn Ca và chính tác giả thực hiện. Kể Chuyện Bạn Nghe là một file âm thanh khá dài, trong đó cô Sơn Ca và tôi sẽ tuần tự kể lại toàn bộ nội dung bút ký Tôi Phải Sống mà có thể bạn đã nghe tên nhưng chưa có dịp theo dõi, hoặc có theo dõi nhưng không trọn bộ, hoặc theo dõi không được liên tục từ đầu tới cuối. Và như thế, tuy bạn có theo dõi, nhưng không biết cuốn bút ký đó thực sự muốn nói lên điều gì. Bút ký Tôi Phải Sống đã được ra mắt độc giả từ 20 năm qua và được đồng bào khắp nơi đón nhận rất nồng nhiệt. Ngoài sách in với hai lần tái bản, bút ký này còn được quảng bá trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Dù vậy, đến nay vẫn còn nhiều người muốn có dịp theo dõi. Dựa vào kinh nghiệm sau 20 năm phổ biến, cùng với sự góp ý của một số độc giả và thính giả, lần này tôi đã để ra nhiều thời gian và công sức rà soát lại từng chi tiết và bổ túc thêm nhiều phần quan trọng để cuốn bút ký được đầy đủ, rõ ràng, trong sáng và dễ theo dõi hơn. Thời nay, rất nhiều người sử dụng điện thoại di động, trong đó có bạn. Nhờ đó, Kể Chuyện Bạn Nghe sẽ đi theo bạn khắp nơi. Đặc biệt, lần này tôi muốn gửi tới tất cả bà con trong nước và những người không có điều kiện để cầm cuốn bút ký này trên tay. Nhưng với chiếc điện thoại di động, ai cũng có thể theo dõi cuốn bút ký Tôi Phải Sống thật dễ dàng và liên tục từ đầu tới cuối, vì không có lồng nhạc, không bị ngắt quãng. Dù vậy, tôi cần phải nói một điều rất quan trọng này trước khi bạn bắt đầu bấm máy để nghe. Bút ký Tôi Phải Sống được bố cục theo dạng hồi ức, tức là tác giả hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra trong quá khứ đời mình. Câu chuyện bắt đầu từ buổi trưa của ngày tôi được ra khỏi nhà tù Nam Hà ở miền Bắc vào tháng 7 năm 1988 và ghé vào thăm tò với một Hà Nội. Trong đêm tự do đầu tiên sau 13 năm tù đó, tôi nằm trong phòng khách của nhà chung Hà Nội, trằn trọc không sao ngủ được. Suốt đêm đó tôi nằm hồi tưởng lại những sự việc, những hình ảnh, những biến cố đã xảy ra trong quá khứ đời mình, từ khi tôi vừa có trí khôn cho tới lúc này. Các hình ảnh vui buồn lẫn lộn đó thay nhau nhảy múa quay cuồng trong đầu óc tôi như một cuốn phim quay chậm. Có lúc quá khứ nọ gợi nhớ tới quá khứ kia. Hình ảnh này kéo theo hình ảnh khác, chồng chất và nối tiếp nhau, kéo dài như một dây chuỗi. Vì thế bạn sẽ không thể nào hiểu được bút ký Tôi Phải Sống nếu bạn không nghe từ đầu tới cuối. Bút ký Tôi Phải Sống là một câu chuyện dài, được chia ra làm 5 phần với 18 chương chính và 4 phụ chương. Trong đó, chương vào chuyện là cái chìa khóa để bạn có thể hiểu được nội dung của phim quay chậm này. Nói cách khác, nếu bạn không nghe chương vào chuyện, thì bạn cũng đừng phí thì giờ để nghe các phần sau, vì bạn sẽ không hiểu gì cả. Thân ái mến chào, ước mong các bạn tận tình đón nhận món quà Kể Chuyện Bạn Nghe mà ca sĩ Sơn Ca và tôi gửi tới bạn trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20, đứa con tinh thần của tôi, một đứa con mà tôi đã thai nghén trong hàng chục năm trời. Và khi cháu ra chào đời vào năm 2003, tôi đã đặt tên cho cháu là Bút Ký Tôi Phải Sống. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả. Giờ đây, xin mời bạn bắt đầu theo dõi Bút Ký Tôi Phải Sống với chương Vào Chuyện. Chiếc xe ca đông nghẹt hành khách dừng lại ở một trạm trên đường phố chánh của thủ đô Hà Nội, bên cạnh một công viên. Nhiều hành khách chen nhau bước xuống xe. Nhóm chúng tôi gồm 3 người tù vừa được tha từ trại Nam Hà sáng hôm nay cũng bước xuống. Trong nhóm có thầy Kỳ, một chúng sinh ở miền Bắc làm hướng dẫn viên. Còn anh Nguyễn Đức Khuân và tôi là dân miền Nam. Cả hai mới đặt chân xuống đất Hà Nội lần đầu tiên, nên chỉ biết rảo bước theo sau thầy Kỳ. Khi vừa đi được một chập, tôi bị choáng ngợp bởi sự thay đổi khung cảnh quá nhanh. Mới sáng nay tôi còn ở trại tù Nam Hà vắng lặng và buồn thảm. Thế mà xế trưa đã có mặt ở con đường chánh của thủ đô Hà Nội
đầy xe cộ và người đi lại. Tuy Hà Nội không có nhiều xe ô tô như Sài Gòn trước kia, đa số là xe máy và xe đạp, nhưng cảnh giao thông tấp nập cũng làm tôi choáng ngợp. Trong 11 năm tù tại miền Bắc, có 4 lần tôi có dịp đi ngang qua Hà Nội nhưng toàn là về đêm và bị còng tay trên các chuyến xe di chuyển tù từ trại này tới trại khác. Lần đầu là khi tôi bị đưa ra Bắc trên tàu sông Hương, tàu cập bến Hải Phòng và từ đó đi xe ngang qua Hà Nội để vào trại Nam Hà. Lần thứ hai trong đêm Giáng sinh 1977, khi nhóm 20 người chúng tôi từ trại Nam Hà bị đưa lên trại Cổng Trời, cũng đi qua Hà Nội trong đêm. 8 tháng sau, từ trại Cổng Trời chuyển về trại Thanh Cẩm, chúng tôi ghé qua trại Văn Hòa ở ngoại thành Hà Nội để nghỉ qua đêm. Lần cuối cùng khi nhóm tù chính trị miền Nam và tù Trung Quốc còn sót lại tại trại Thanh Cẩm chuyển về trại Nam Hà, cũng đi ngang qua Hà Nội khi phố đã lên đèn. Lần này tôi chính thức đặt chân tới Hà Nội giữa buổi xế trưa nắng ấm trong tâm trạng một người tự do. Tôi dùng chữ tự do với một sự dè dặt, vì ít ra trong người tôi cũng có một mảnh giấy ra trại được đóng dấu và ký tên hẳn hoi. Mảnh giấy này, dấu ấn của tự do sau 13 năm tù, đang được tôi cẩn thận nhét vào cái túi mai bên trong áo phía trước ngực và cài lại bằng hai lần kim băng. Đó là tờ giấy duy nhất hợp pháp mà tôi có được sau một thời gian rất dài. Ngoài ra, tôi chẳng có một thứ giấy tờ gì trong người. Tờ giấy ra trại này để chứng minh cho mọi người biết tôi là ai, và dĩ nhiên cũng để tránh rắc rối trong lúc tôi vừa mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi nhà tù và đang có ý định sẽ lưu lại thăm viếng miền Bắc một thời gian chừng 2 tuần lễ trước khi xuôi tàu về Nam. Chiếc nôi dân tộc. Tôi lên tiếng gọi và nói thầy Kỳ cho ngồi nghỉ một chút vì thấy trong người hơi mệt. Chúng tôi rẽ vào bên chiếc ghế công viên ngay đó ngồi nghỉ, vừa nhìn cảnh nhộn nhịp trên đường phố thủ đô. Lúc này tôi có dịp để quan sát người dân Hà Nội, người ngồi xe cũng như khách bộ hành. Điều tôi ghi nhận đầu tiên là dân chúng ăn mặc rất giản dị, không màu mè chải chuốt. Đa số mặc quần đen áo trắng, đàn ông cũng như đàn bà. Phần đông cúi đầu lầm lũi bước đi như những người mang tâm trạng chán chường, mệt mỏi. Họ thường đi lẻ loi một mình, có khi sánh bước từng nhóm vài ba người, nhưng rồi cũng mạnh ai người đó đi. Ít khi thấy họ cười nói đùa cợt như những hình ảnh quen thuộc của hè phố Sài Gòn mà tôi đã xa lìa hàng chục năm qua. Tôi đoán hầu hết những người đang đi xe gắn máy hoặc xe đạp là giới công nhân qua cách ăn mặc của họ. Đàn ông phần nhiều đội mũ cối và phụ nữ đầu đội nón lá. Một chi tiết lý thú mà tôi thấy lúc bấy giờ là gần như tất cả các cô gái Hà Nội đều thon thả, mảnh mai và hơi nhỏ người. Tự nhiên tôi liên tưởng tới chiếc áo dài Việt Nam và nghĩ là trời sinh ra người con gái Việt Nam, nhất là gái Hà Nội, là để mặc áo dài. Một lúc sau bắt đầu quen mắt, tôi cảm thấy dễ chịu, đứng dậy xốc ba lô lên vai và theo thầy Kỳ dẫn lối tới nhà chung Hà Nội, miền Nam gọi là tòa giám mục. Tôi đã nghe nói nhiều về Hà Nội với 36 phố phường, những bài hát truyền cảm, những câu thơ trữ tình tả cảnh nên thơ của Hà Nội. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi đang sống với Hà Nội bằng chính đôi mắt và con người tự do của tôi. Hà Nội đẹp lắm, một nét đẹp cổ kính và chất phác nhưng thâm trầm. Ngay từ giây phút đầu thấy Hà Nội, tôi như bị tiếng sét ái tình làm mê mẩn tâm hồn. Tôi say mê Hà Nội như chàng trai mới lớn, lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng kiều diễm của người con gái trong mộng và rồi yêu nàng. Hà Nội không lộng lẫy kiêu sa, nhưng mang vẻ trinh nguyên của chiếc nôi dân tộc. Thầy Kỳ đi đầu, mặc bộ quần áo màu xanh của trại tù Pháp, mang túi xách trên vai. Khuân nối bước theo sau, vai mang ba lô, đầu đội nón vải, dương đôi mắt mang kính trắng, nhìn qua ngó lại khung cảnh trên đường phố. Nhìn hai người bạn đang hăng hái bước đi trước mặt,
Tự nhiên tôi buồn cười khi nghĩ tới hình ảnh của nhóm bộ ba tướng sĩ Tượng này. Hai anh bạn ăn mặc kỳ dị khiến tôi nghĩ có lẽ người khác nhìn tôi cũng nói như vậy. Chúng tôi thật chẳng giống ai, nhất là thầy Kỳ. Ai lại đi mặc bộ quần áo tù đi nghênh ngang giữa thủ đô văn hiến như thế nhỉ? Dường như ai nhìn vào cũng biết đây là ba anh tù vừa mới ra trại. Biết đâu có người còn nghĩ đây là ba anh tù vượt ngục khi thấy thầy Kỳ mặc bộ quần áo tù với chiếc áo trấn thủ che ngoài để lấp con dấu cải tạo đóng sau lưng không chừng. Tự nhiên tôi đâm ra băn khoăn, xen lẫn một chút khó chịu. Cái ông thầy Kỳ này thật là kỳ. Ai lại đi ăn mặc như thế bao giờ? Không lẽ chẳng còn bộ đồ nào khác hơn hay sao? Ăn mặc như thế, nhỡ có ai nghi ngờ thì lại rắc rối to. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng khi thấy thầy Kỳ bỗng dưng hớn hở và cho biết là sắp tới nơi, hồn tôi như hòa vào niềm vui và quên đi nỗi băn khoăn về thầy. Thầy Kỳ lúc đó đã ngoài 40, có lẽ cũng sắp xỉ tuổi tôi. Người nhỏ thó và nước da ngăm đen, có mấy chiếc răng bị gãy, trông thầy càng bệ rạc hơn. Tuy nhiên, tính tình vui vẻ và khiêm tốn làm tăng thêm nét dễ thương nơi thầy. Vì lý tưởng đi tu mà thầy bị vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần. Thầy Kỳ học chung lớp với một số linh mục ở miền Bắc. Số thầy lận đận tù mãi, bằng không cũng trở thành linh mục từ lâu. Thầy quen biết hầu hết với các tu sĩ miền Bắc, kể cả Đức Hồng Y Trịnh Văn Căng. Trong nhà chung Hà Nội này, có hai bạn học với thầy Kỳ đang làm phòng bộ cho Đức Hồng Y. Phòng bộ là người lo các việc trong ngoài như vai trò của một quản gia. Trong khi rảo bước theo thầy Kỳ, tôi có cảm tưởng như đang bước theo sau một thiên thần hộ mệnh. Nhà chung Hà Nội. Vừa tới ngõ rẽ vào nhà chung, tôi cảm thấy hơi bồn chồn khi sắp sửa được gặp vị Hồng Y mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Bất ngờ có một người đàn ông nhỏ thó, khoảng ngoài 50 tuổi xuất hiện. Ông ta từ một ngõ sát cạnh hàng rào nhà chung bước ra chặn chúng tôi và hỏi: "Tôi hỏi có phải anh mới đi tàu hỏa xuống không ạ?" Tôi rất nhạy cảm trước cảnh này và biết ngay người đàn ông lạ mặt đó là ai. Thầy Kỳ chưa kịp trả lời thì tôi đã bình thản lên tiếng: "Chúng tôi không đi tàu hỏa, nhưng tại sao bác lại hỏi thế?" "À, tôi đi đón người nhà từ miền Nam ra mà. Mà trông anh có vẻ như người miền Nam nên tôi mới hỏi thăm." Thấy người công an chìm này không phải trân tráo, tôi bèn hỏi ngay: "Có phải bác nghi chúng tôi là tù vượt ngục không?" Người lạ mặt trố mắt nhìn bối rối sau câu hỏi đó. Mặt ông ta khác đi và yên lặng. Thì ra tôi đoán đúng. Người ngoài thấy chúng tôi biết ngay là tù. Hơn nữa, thấy cách ăn mặc của thầy Kỳ, họ có quyền ghi thêm hai chữ vượt ngục. Tôi nói tiếp: "Bác lầm rồi. Chúng tôi là tù nhưng không phải là tù vượt ngục, nhưng mới được tha về từ trại Nam Hà sáng hôm nay." Người công an chìm này cũng không chịu thua: "Thế các anh định về đâu?" "Dĩ nhiên là tôi về Nam, nhưng chưa về ngay bây giờ." "Thế các anh định ở đâu trong lúc này?" "Ở đây, đây, ngay trong nhà chung này." Tôi vừa nói vừa chỉ vào tòa giám mục Hà Nội. Xong câu đó, chúng tôi bỏ đi và người đàn ông đứng nhìn theo. Tòa giám mục Hà Nội, hay được gọi là nhà chung Hà Nội, là một khu vực khá rộng với nhiều dãy nhà ngang dọc. Nhưng tòa nhà chính là nhà hai tầng khá dài, nằm thẳng góc với đường cái. Phía sau tòa nhà chánh này là cái tháp chuông của nhà thờ chánh tòa, có cây thánh giá vươn cao. Từ cổng đi vào là sân rộng và dài sâu mãi vào bên trong. Khu vực này với cây to bóng mát và các tòa nhà lâu năm trông thật cổ kính. Lúc vừa mới vào chuông viên của nhà chung Hà Nội, tôi tưởng như mình đang đi vào một khu bảo tàng cổ trang nghiêm và được giữ gìn cẩn thận. Thầy Kỳ dẫn chúng tôi đi sâu mãi vào gần cuối, mới có bậc thềm bước vào nhà. Lúc là khoảng 2 giờ, và có lẽ là giờ nghỉ trưa, nên cả nhà vắng vẻ, chẳng thấy bóng ai. Thầy Kỳ đã quen biết nơi này nên đi vào trong như người trong nhà, trong khi đó anh Khuân và tôi
đặt ba lô xuống bậc thềm xi măng ngồi nghỉ mệt. Một lúc sau, thầy Kỳ trở ra với một người đàn ông cao và trắng trẻo, tóc húi kiểu đầu đinh, tức là mái bằng ở trên đỉnh đầu. Người này mặc áo sơ mi trắng, ngắn tay, quần tây đen, áo bỏ ngoài, chân mang giày xăng ran. Toàn diện con người anh ta toát ra sự sạch sẽ và gọn gàng của một con người làm việc văn phòng. Hình ảnh này tương phản với thầy Kỳ nhỏ thó, đen đủi và bệ rạc trong bộ đồ tù, đang cười nói bước đi bên cạnh. Chúng tôi đứng lên khi hai người ra tới nơi. Thầy Kỳ tươi cười giới thiệu: "Thưa cha, đây là thầy Trác, bạn lớp của con, cùng là người giúp phòng bộ cho Đức Hồng Y." Tôi bắt tay thầy Trác. Trong lúc thầy nói, con được thầy Kỳ cho biết là có cha và anh ghé nhà chung. Con xin chào, mời cha và anh vào. Thầy Trác đưa chúng tôi vào phòng ăn, vừa đi vừa nói: "Giờ này Đức Hồng Y chưa xuống văn phòng, cha ngồi uống nước và tạm nghỉ, chắc có lên trình với ngài." Phòng ăn này khá lớn và có kê một bàn dài với hai bàn tròn. Trong góc có bộ salon và mấy chiếc bàn nhỏ để sách báo. Chỗ nào cũng sạch sẽ và tươm tất. Một lúc khá lâu sau, thầy Trác mới trở lại. Tôi vẫn ngồi yên đọc báo khi thấy thầy bước vào. Tôi ngạc nhiên khi thấy thầy bước tới và chào tôi một lần nữa: "Chào cha, chắc có phải là cha Lễ không ạ?" Tôi ngạc nhiên bởi lúc nãy đã giới thiệu rồi, sao thầy còn hỏi nữa? Tôi ú ớ đáp lại: "À, vâng, vâng." Chưa nói hết câu thì thầy Kỳ cười lên tiếng rằng: "Thưa cha, có biết cha nằm rồi. Đây là thầy Trác, anh em sinh đôi của thầy Trác lúc nãy." À, ra thế, tôi chợt phá lên cười mà không dằn được, mặc dù biết cười như thế là không phải. Để khỏa lấp chỗ hớ của mình, tôi liền chống chế bằng một câu thân điện: "Trời ơi là trời, hai anh em giống nhau quá, tôi chẳng nhận ai là ai." Thầy Trác vui vẻ đáp lại: "Không phải một mình cha nhầm đâu, có nhiều người nhầm hai anh em con. Chúng con giống nhau quá hả cha?" Chúng tôi lại được một trận cười thoải mái sau câu nói đó. Hai anh em sinh đôi này giống nhau như hai giọt nước, mình ăn mặc như nhau thì có trời mới biết ai là Trác, ai là Trác. Lúc đó tự nhiên tôi liên tưởng tới hai nhân vật sinh đôi Dupont and Dupont trong bộ truyện bằng tranh Tintin Emilou của Paul Hergé, nhưng tôi không dám nói ra. Sau khi chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc, chợt thầy hỏi: "À, trước khi về nhà chung, cha và các anh có gặp ai hỏi thăm gì không?" Tôi nói có, và kể lại câu chuyện gặp người đàn ông ngoài cổng. Thầy chia sẻ: "Thế đó cha ơi, ngoài này nó vẻ đấy, con kiến cũng chui không lọt, đừng nói chi con người. Mà cha và hai anh có giấy tờ gì đưa con đi trình, đồ công an nằm ngay cổng đó cha." Chúng tôi móc túi lấy giấy tờ. Khi thấy tôi lần túi trong túi ngoài, và qua hai lần kiểm băng mới móc tờ giấy ra trại. Thầy Trạc nhìn tôi mỉm cười làm tôi xấu hổ. Lúc ấy tôi cảm tưởng như mình giống như một bà già nhà quê, giấu mấy đồng tiền lẻ sâu vào trong ruột tượng, moi mãi không ra. Tôi cười và nói cho đỡ ngượng: "Cẩn tắc vô ưu thầy ạ." À, phải thế chứ cha, bọn một túi Hà Nội này nó ranh lắm, nhất là lúc đi tàu hay đi xe. Cha và các anh phải cẩn thận đấy, bọn chúng nhanh như sóc ấy. Câu nói của thầy Trạc làm tôi đỡ ngượng. Thầy cầm các mảnh giấy trong tay và đọc kỹ. Tôi biết là ngoài lý do đã trình giấy, những người có trách nhiệm trong nhà chung phải biết chắc ai bước vào nhà này. Mặc dù có sự giới thiệu coi như bảo đảm của thầy Kỳ, nhưng người ngộm của tôi lúc ấy giờ rất dễ cho người ta nghi là một linh mục dởm. Sau đó thầy Trạc bước ra và dặn tôi ngồi ỉ để dặn thầy đi dọn phòng cho chúng tôi. Thầy nói thêm giờ này Đức Hồng Y còn trong nhà nguyện, tới 3 giờ ngài sẽ vào văn phòng làm việc và tiếp khách. Một lúc sau thầy trở lại và bước vào nhà ăn, nhưng tôi không biết là thầy Trác hay Trạc. Thầy mời tôi lên phòng, trong khi dặn thầy Kỳ và anh Khuân ngồi chờ thầy trở lại để đưa qua khu vực nhà khách dành cho hai vị. Lúc đó tôi nghĩ giá mà ba anh em chúng tôi được ở chung một buồng thì hay hơn, nhưng nhập gia phải tùy tục. Trong khi sánh bước bên nhau, tôi vẫn chưa biết người này là Trác hay Trạc. Tôi mỉm cười với ý nghĩ giá mà một ông cận thị phải mang kính để cho tôi dễ nhận biết mấy. Tôi được đưa vào một phòng khách trên lầu rất sạch sẽ, rộng rãi và đủ tiện nghi. Giường trải chiếu hoa và có quạt trần. Phòng mở cửa nhìn xuống sân từ đường cái đi vào, và đối diện bên kia là nhà văn hóa. Tôi đặt chiếc ba lô hành trang duy nhất xuống ghế và bước vào nhà tắm để rửa mặt.
Sau khi lau người bằng chiếc khăn mặt trắng thơm mùi bột giặt, tôi bước ra và ngã lưng nằm dài trên giường có chiếc gối trắng tinh. Tôi dang rộng tay chân trong tư thế thoải mái lần đầu sau 13 năm cuộc đời gió bụi. Vừa nằm xuống, tôi buộc miệng nói thành lời: "Ôi, đời đáng sống làm sao?" Cái cảm giác đang được tự do và làm chủ hoàn toàn một căn phòng, cho dù chỉ là một phòng khách của nhà chung Hà Nội, mà chỉ ở tạm một vài ngày, đã làm cho tôi lâng lâng hạnh phúc và nhận ra sự thay đổi đột ngột trong cuộc đời. Tôi nằm yên, nhắm mắt cố tận hưởng giây phút sảng khoái hiếm hoi này, chẳng suy nghĩ gì thêm. Một lúc sau có tiếng gõ cửa và thầy phòng bổ bước vào. Tôi chỉ không biết ông này là Trác hay Trạc, nên chỉ lên tiếng: "Chào thầy." Thầy nói đã trình đến Hồng Y, ngài mừng lắm, và hẹn 3 giờ rưỡi thầy sẽ trở lại đưa chúng tôi đi gặp Đức Hồng Y. Vị Hồng Y Tổng Giám Mục. Từ trước tới giờ tôi chỉ nghe tên và xem thấy hình, nhưng chưa bao giờ có dịp gặp Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn, Tổng Giám Mục Hà Nội. Do đó tôi hơi bồn chồn khi cùng với hai người anh em kia bước theo thầy phòng bộ trong hành lang dẫn tới phòng của vị chức sắc cao cấp nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Phòng này nằm ở khoảng giữa lầu 2 trong tòa nhà chánh của nhà chung. Tới nơi, thầy phòng bổ bước lui để ba anh em tôi vào. Khi nghe tiếng gõ cửa, vị Hồng Y bước ra tận nơi đón chúng tôi. Hồng Y Trịnh Văn Căn, một người khá cao lớn, tuổi ngoài 60, nước da hồng hào, tóc bạc trắng, trên môi nở nụ cười tươi và dáng vẻ rất phúc hậu. Ngài mặc áo dòng đen có viền đỏ như các giám mục vẫn mặc, cổ côn trắng chỉnh tề và chân mang giày da đen. Tôi đi đầu, theo sau là thầy Kỳ và anh Nguyễn Đức Khuân. Vừa thấy ngài, tôi lên tiếng: "Thưa Đức Hồng Y, con là cha lễ thuộc giáo phận Vĩnh Long, cùng với thầy Kỳ và anh Khuân. Chúng con xin chào Đức Hồng Y." Đức Hồng Y tươi cười đưa tay ra, tôi bắt tay, vừa định quỳ gối hôn nhẫn, thì ngài đỡ tôi dậy, kéo vào lòng và quàng tay trái, ôm tôi khá lâu vừa nói: "Cha lễ, nghe tin cha về tôi mừng lắm. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa." Thái độ của ngài làm tôi vô cùng cảm động. Sau đó ngài bắt tay Kỳ và Khuân và để cho hai người quỳ hôn nhẫn. Tôi giới thiệu Khuân là một giáo dân, còn thầy Kỳ thì ngài đã biết. Ngài tiếp chúng tôi rất niềm nở, cùng chúng tôi ngồi ở bộ ghế salon giữa phòng. Phòng làm việc của Đức Hồng Y rất rộng, đơn sơ và ngăn nắp. Khi bắt đầu câu chuyện, tôi cảm ơn ngài đã gửi quà cho các linh mục trong tù và khi các cha về hết thì gửi cho tôi. Ngài nói có nhờ cha Mai lo việc đó vì ngài nghĩ là các cha trong miền Nam xa xôi quá nên việc gửi quà khó khăn. Ở đây, ngài làm được gì để an ủi các linh mục trong lúc tù đầy thì ngài cố gắng làm. Ngài cũng nhắc tới đức cha Nguyễn Văn Thuận đang bị giam lỏng ở Giang Xá và ngài vẫn nhờ cha Mai lo gửi quà. Nhưng lần vừa rồi trả lại khiến ngài lo lắng, không biết đức cha Thuận bây giờ ra sao. Giọng nói của ngài ấm, đơn sơ và truyền cảm. Ngài hỏi tôi về những linh mục còn lại trong tù, cách thức thăm nuôi làm sao, đời sống tinh thần các linh mục và giáo dân trong tù thế nào. Ngài hỏi chuyện cả ba người, nhưng nhiều nhất là tôi. Tôi nói số linh mục miền Nam bị đưa ra Bắc từ hơn 10 năm qua thì tôi là người ra về cuối cùng. Những anh em linh mục miền Bắc mới bị vào tù sau này thì còn lại cha Nguyễn Đức Hiểu thuộc giáo phận Bắc Ninh. Có trường hợp cha Nguyễn Văn Lý và cha Nghiêm thuộc Tổng giáo phận Huế mới bị bắt cách đây 2 năm cũng còn ở trại Nam Hà. Khi tôi nói các chi tiết này, Đức Hồng Y đứng lên, bước lại bàn lấy quyển sổ và bảo tôi nhắc lại để ngài ghi. Sau đó ngài hỏi chừng nào chúng tôi về Nam và chương trình những ngày tới ra sao. Tôi cho biết là anh Khuân sẽ về Nam trước, còn tôi sẽ lưu lại miền Bắc nửa tháng để có dịp đi thăm viếng và ghi nhận những gì có thể ghi được, nhất là về tình trạng giáo hội công giáo
trong các giáo phận miền Bắc sau mấy chục năm dưới chế độ Cộng sản. Để sau này, nếu có dịp tôi sẽ viết lại những gì tôi đã thấy và tìm hiểu. Đức Hồng Y rất tán thành ý định của tôi và Ngài nói, cha cứ đi, nếu cần giới thiệu tới chỗ nào tôi sẽ giới thiệu. Hãy coi nhà chung này là nhà của cha, bất cứ lúc nào cha trở lại cũng được, và nếu cần gì cứ bảo với hai thầy phòng bộ. Ngài quay sang hỏi anh Khuân về gia đình, vợ con và việc làm ăn sinh sống trong thời gian anh đi tù. Đức Hồng Y tiếp chúng tôi khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trước lúc chúng tôi ra khỏi phòng, Ngài dặn chúng tôi sang thăm và chào Đức Cha Phụ Tá là Giám mục Nguyễn Văn Sang. Tôi trả lời là đã nhờ thầy phòng bộ thông báo và chúng tôi sẽ tới chào ngay sau khi thăm Đức Hồng Y. Tôi bước ra khỏi phòng Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn với sự cảm xúc và lòng kính mến sâu xa. Tôi rất mừng và hãnh diện về Giáo hội Công giáo Việt Nam đã có được người lãnh đạo nhân từ, đầy lòng bác ái và quan tâm tới từng hoàn cảnh của mỗi người như thế. Vị giám mục phụ tá. Chúng tôi đi xuống cầu thang trở lại ngang nhà ăn và qua dãy nhà kế bên để tới phòng giám mục Nguyễn Văn Sang, nằm ngay ở đầu nhà. Tôi chỉ nghe nói tới giám mục Nguyễn Văn Sang nhưng chưa gặp bao giờ. Lúc ở trong tù, tôi nghe linh mục Lê Đức Triệu, tức là nhạc sĩ Hoài Đức, cũng là người gốc giáo phận Hà Nội, kể chuyện về Đức Cha Sang. Năm 1954, thầy Nguyễn Văn Sang đã theo đoàn người di cư vào Nam rồi, nhưng sau đó lại lộn trở ra Bắc không hiểu vì lý do gì. Ngay như thế, tôi đã có sự khâm phục tinh thần của Ngài, chấp nhận trở lại miền Bắc dưới chế độ Cộng sản, trong khi một số đông tu sĩ, giáo sĩ di cư vào Nam. Sau đó, cha Sang được chọn làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội một vài năm gì đó trước khi chúng tôi tới thăm. Điều này tôi không biết rõ. Chúng tôi gõ cửa khi giám mục Nguyễn Văn Sang đang ngồi tại bàn làm việc, lên tiếng mời vào. Vị giám mục vẫn ngồi yên tại chỗ. Khi ba anh em chúng tôi bước vào, tôi lên tiếng. Chào Đức Cha, con là cha Lễ ở Vĩnh Long cùng với hai anh em, thầy Kỳ và anh Khuân là giáo dân ở miền Nam. Chúng con vừa mới được ra tù ở Nam Hà sáng hôm nay, tới chào Đức Cha. Giám mục Nguyễn Văn Sang ngẩng đầu lên và quay ngang nhìn ba anh em chúng tôi nói, thế à, cảm ơn, mấy anh em ngồi đi. Vừa nói, vị chức sắc tôn giáo ngoài 50 tuổi này chỉ tay về mấy cái ghế kê sát trong vách. Tôi vừa ngồi vừa quan sát rất nhanh giám mục Nguyễn Văn Sang. Dốc dáng của Ngài hơi thấp, da mặt bóng láng, tròn trịa và trắng trẻo. Tướng mạo Ngài biểu hiện sự sung mãn khá toàn diện. Vị giám mục mặc áo giọng đen không có cổ trắng. Vì Ngài không đứng lên nên tôi không biết Ngài mang giày giáp gì. Phòng làm việc của giám mục Sang khá nhỏ, có lẽ chỉ bằng phân nửa phòng của Đức Hồng Y. Trong phòng bề bộn những sách vở và đồ đạc nằm ngổ ngang. Sự tương phản quá bất ngờ trong thái độ đón tiếp giữa Đức Hồng Y và giám mục Sang làm tôi sượng sùng. Thấy bầu khí quá tai nhạt, tôi cố ý kéo dài khuộc xe dịch ghế và xoay đi sửa lại mấy lần trước khi ngồi yên, ra điều tôi chưa sẵn sàng để bắt chuyện, mà tôi biết đoán là sẽ rất nhạt nhẽo. Nhưng cuối cùng rồi hai anh bạn và tôi cũng ngồi đối diện với vị giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Hà Nội. Giám mục Sang ngồi khoanh tay lại, đặt lên mặt bàn, cổ rụt xuống làm đôi vai nhô cao lên. Trong cách ngồi này, tôi thấy hình dạng của giám mục Sang trở nên thấp bé trong căn phòng nhỏ bé và rất bề bộn. Giám mục Sang ngồi yên nhìn chúng tôi không nói không rằng, gây cho tôi có cảm tưởng là chúng tôi xuất hiện không đúng lúc. Trong giây phút đó, tôi không biết tâm trạng thầy Kỳ và anh Khuân ra sao. Tôi đoán là họ cũng thấy đớ ra và thừa thải như tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Nhưng dầu sao, họ cũng nhẹ nhàng hơn vì tôi là người phải đóng vai đại diện ăn nói. Trong một giây, tôi tự nói với mình, trời ơi, nếu biết thế này, thì vào đây để mà làm gì? Thấy tình thế kỳ dị quá, không lẽ cứ ngồi nhìn nhau cho tới giờ cơm chiều? Tôi bèn hỏi một câu rất ư là vô duyên. Nói Đức Cha có khỏe không ạ? Vị chức sắc tôn giáo ngồi yên một chút mới bắt đầu nói như rên. Mình mới đi nghỉ mát ở Đồ Sơn về hôm qua. Nghe sao trong người không được khỏe, có lẽ nắng ngoài nó to quá.
Tôi không biết giám mục Sang nói lời đó với giọng rè rè đó là nói với chúng tôi hay tự than thở với mình. Dù vậy, tôi buộc lòng phải hỏi thêm cho có chuyện hỏi. Thế đức cha mới đi tắm biển Đồ Sơn về à? Mình mới về hôm qua. Con nghe nói địa phận Hải Phòng có nhà nghỉ mát ở Đồ Sơn, có phải đức cha ra đó không? Đâu có. Mình ở nhà nghỉ mát của chính phủ. Mình đi là bên Mặt trận Tổ quốc tổ chức mời mình đi mà. Sau đó giám mục Sang đọc thoại một thôi một hồi về việc nghỉ mát vừa rồi. Ăn làm sao, ở làm sao, tiện nghi ra sao trong nhà khách của chính phủ. Ngài ngon đà kể lể dài dòng về việc đó mà không một chút thương hại cho sáu cái lỗ tai của ba tên tù khốn khổ của chế độ Cộng sản vừa mới được tha sáng nay tới chào ngài. Chúng tôi tới đây không phải quý nghe chuyện du hí Đồ Sơn của một vị giám mục. Sau đó không biết tại sao và lúc nào ngài lại chuyển đề tài qua xe đạp Peugeot của Pháp. Vị giám mục lại đọc thoại một tràng rất dài về tính ưu việt của loại xe đạp này, vì có người bên Pháp mới gửi về cho ngài 10 chiếc. Lúc đó tôi đã muốn cứu từ, nhưng không biết làm thế nào. Tôi mong sao có tiếng gõ cửa hay tiếng động gì để giám mục Sang cắt đứt câu chuyện về xe đạp Peugeot, nhưng vẫn không có tiếng gõ cửa mà tôi mong đợi. Được một lúc, có thể vì nhận thấy chúng tôi không phải là thuộc loại thính giả tốt, giám mục Sang bèn ban cho chúng tôi một ân huệ. Đang nói nửa chừng, ngài ngừng lại nhìn đồng hồ tay và nói, tôi phải có cái hẹn. Câu nói ngắn gọn đó đã giải thoát cho cả hai phía. Phía ba anh em chúng tôi khỏi phải tiếp tục nghe những chuyện chúng tôi không muốn nghe. Và phía giám mục Sang cũng khỏi phải tiếp tục ngồi đối diện với ba người khách bất đắc dĩ từ trên trời rơi xuống. Ba anh em chúng tôi đứng lên rời phòng và bước nhanh ra như bị ma đuổi. Trong khi giám mục Sang vẫn ngồi tại bàn quái đầu ra cửa nhìn theo. Lúc đi ngang nhà ăn, tôi nhìn đồng hồ trên tường đã thấy 4 giờ 15. Như vậy là giám mục Sang đã mất cho chúng tôi 15 phút và tôi cũng có thấy mình đã đánh mất chừng ấy thời gian một cách vô nghĩa. Tôi cảm thấy một nỗi chán chường làm nặng trĩu tâm can khi cả ba anh em yên lặng bước đi bên nhau trong hành lang cổ kính của nhà chung Hà Nội. Thấy còn sớm, vì mãi đến giờ chiều mới tới giờ ăn. Tôi muốn lên phòng nằm nghỉ ngơi một chút, nên tạm chia tay anh em. Thầy Kỳ dặn theo, cha nhớ xuống nhà cơm trước 5-10 phút nghe cha, đừng để Đức Hồng Y đợi. Thầy Tạc dặn con như vậy, vì Đức Hồng Y không bao giờ đọc kinh ăn cơm trước lúc tất cả mọi người có mặt. Tôi lần theo cầu thang lên phòng. Vừa bước vào, tôi thấy trên bàn có cái phong bì màu trắng để tên tôi. Bên trong phong bì có một số tiền, kèm theo mảnh giấy nhỏ với huy hiệu của Đức Hồng Y. Bên góc trái có ghi mấy chữ sau đây. Cha Lễ, cầm ít tiền tiêu. Sau cơm chiều, mời cha đi bắt bộ trên sân thượng. TVC, tức là Trịnh Văn Căn. Đọc xong tôi đưa tờ giấy lên môi hôn. Ý tôi muốn hôn lên bàn tay của người viết mấy hàng chữ đó. Thì ra, Đức Hồng Y đã chu đáo và quan tâm tới người khác hơn tôi tưởng. Số tiền ngài cho tôi tương đương với một vé xe lửa từ Hà Nội vô Sài Gòn. Nét truyền thống. Còn 10 phút nữa tới 6 giờ, tôi đã có mặt ở phòng ăn. Lúc sắp bước vào phòng, tôi cứ ngỡ là mình tới sớm, nhưng khi vào đã thấy khá đông các linh mục và các thầy. Thầy Kỳ cũng đang đứng đó và làm công việc giới thiệu tôi với những người khác. Có khoảng chừng 10 người, vừa linh mục vừa các thầy, một vài linh mục rất lớn tuổi. Tất cả các linh mục đều mặc áo trùng thâm, các thầy mặc đồ bình thường. Khi gần tới giờ, tất cả mọi người đứng vào chỗ của mình. Các linh mục ở chiếc bàn dài và các thầy đứng vào hai chiếc bàn tròn kế bên. Tôi được mời ngồi trên vì mặc dù có vài linh mục lớn tuổi hơn nhưng tôi thuộc dạng thâm niên vì chịu chức linh mục trước. Đúng 6 giờ, Đức Hồng Y bước vào. Đức Hồng Y đứng vào vị trí đầu bàn phía trong cùng. Vì bên tay phải của người còn một chiếc ghế trống nên tất cả đứng chờ. Kể cả Đức Hồng Y cũng đứng yên cúi đầu. Chừng vài phút sau,
Tôi nghe tiếng dép lẹp xẹp trong hành lang từ đầu nhà phía bên cánh trái đi lại. Tiếng dép càng lúc càng rõ hơn. Khi gần tới, tôi nghe tiếng bước chân khá vội vã, như của người đang cố đi nhanh kẻo nhỡ chuyến tàu. Mọi người đứng yên chờ đợi và chắc hẳn ai cũng biết chủ nhân của những tiếng dép lẹp xẹp đó là ai. Giám mục Sang bước vào phòng ăn với vẻ nhanh nhẹn khác thường. Ngài đi thẳng tới và đứng vào chỗ bên tay phải của Đức Hồng Y. Vị Hồng Y nhân từ ngước mắt lên nhìn khắp lượt như để chắc chắn là không còn thiếu ai, lúc đó Ngài mới bắt đầu. Trước khi làm dấu đọc kinh, Đức Hồng Y thay mặt cho tất cả chào mừng ba anh em chúng tôi vừa được ra khỏi tù sáng hôm nay, và Ngài nói nhà chung Hà Nội rất vui khi được chúng tôi ghé thăm. Thái độ này của Ngài càng làm tôi cảm động và biết ơn. Trong khi đọc kinh, đứng bên này nhìn qua, tôi thấy được toàn diện con người giám mục Nguyễn Văn Sang lần đầu tiên. Thì ra Ngài thấp lùn hơn tôi tưởng. Khi đứng cạnh bên Hồng Y Trịnh Văn Căng, hai người trông giống như một đôi đũa lệch. Vết tích thời gian. Sau bữa ăn tối, tôi theo Đức Hồng Y lên sân thượng của tòa nhà lớn như lời Ngài dặn. Sân thượng này rất rộng, lát bằng gạch tàu. Vì là mùa hè nên giờ đó trời còn sáng. Đức Hồng Y và tôi sánh vai đi bách bộ. Trong lúc đi, Ngài kể một cách đại cương cho tôi nghe hoàn cảnh giáo hội miền Bắc trong mấy chục năm dưới chế độ Cộng sản. Ngài cũng hỏi thăm về gia đình, cha mẹ anh chị em tôi. Ngài quan tâm đặc biệt tới cuộc sống các linh mục trong tù. Đang đi, bất chợt Đức Hồng Y hỏi: "Cha Lễ có để ý thấy cái gì khác lạ trên sân thượng này không?" Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đó và nhìn quanh chẳng thấy gì nên nói: "Con chẳng thấy gì lạ cả." Ngài mỉm cười: "Cha phải nhìn ra xa tới cuối sân mới nhận ra được. Nhìn xuống chân không thấy đâu." Theo sự gợi ý của Ngài, tôi nhìn ra xa tới cuối sân. Chợt tôi để ý thấy một đường vòng hình quả trám khổng lồ nằm giáp bề mặt sân thượng. Con đường này có màu vàng nhạt, khác với màu sậm của gạch lát trên sân, như có ai mài rửa chà xát lên đó. Tôi nheo mắt đáp: "Con thấy hình như có vòng tròn ai vẽ trên sân gạch." Đức Hồng Y cười: "Như thế là cha đã nhận ra rồi. Không phải là đường vẽ, nhưng là đường mòn trên gạch. Đó cũng là dấu tích của Đức Cố Hồng Y Trịnh Như Khuê lưu lại. Trong nhiều năm bị quản chế trong nhà chung, Ngài chỉ đi bách bộ trên sân thượng này. Vì đi bộ nhiều năm, nên những bước đi của Ngài đã tạo thành đường mòn hình quả trám như cha thấy." Nghe câu chuyện này, tôi quá thương cho hoàn cảnh Đức Hồng Y tiên khởi của Việt Nam và cho giáo hội Công giáo miền Bắc dưới chế độ Cộng sản lúc bấy giờ. Đêm đó, sau khi đọc kinh tối chung trong nhà nguyện, tôi ghé vào thăm cha sinh là cha bí thư của Đức Hồng Y. Phòng cha sinh đầy đủ tiện nghi và có nhiều loại máy móc. Trong lúc đang ngồi chơi uống nước và quan sát nơi ăn chốn ở của vị linh mục trẻ này, tôi lắc đầu nghĩ thầm: ngay cái thời cực thịnh của tôi và các linh mục miền Nam trước kia, phòng ốc nơi tôi ở cũng không bằng một góc nhỏ của phòng cha sinh. Từ trước tôi vẫn tưởng là các linh mục miền Bắc sống nghèo nàn và thiếu thốn. Điều này có thể đúng đối với các linh mục ở miền quê, nhưng không đúng chút nào với vị linh mục trẻ giữ chức vụ quan trọng ở nhà chung sống giữa thủ đô Hà Nội này. Cuốn phim quay chậm. Tôi trở lên phòng. Lúc đó tuy đã muộn, nhưng tôi chưa buồn ngủ. Một phần vì tâm trạng choáng ngợp trước khung cảnh mới. Phần khác, trước giờ cơm chiều tôi có nằm nghỉ được một lúc. Trời về đêm vắng lặng, tôi ra hành lang đứng tựa vào lan can nhìn qua bên kia đường. Không biết hôm đó là ngày gì mà có đông người tụ họp tại nhà văn hóa đối diện. Có ban nhạc sống và nhiều đôi ra khoảng trống trước sân khiêu vũ.
Lớp trẻ tụ tập khá đông nhưng không ồn ào. Khi nhạc nổi lên thì từng cặp bước ra khiêu vũ, hết nhạc lại về chỗ ngồi yên. Tôi đứng coi mà có cảm tưởng đây là những người máy đang giải trí. Tôi không cảm nhận được sức sống trong đám đông khiêu vũ, mà có cảm tưởng là tay chân họ nhịp bước theo điệu nhạc, nhưng sao chẳng có hồn. Tự nhiên tôi cảm thấy thương cho lớp trẻ này. Họ vui chơi nhảy nhót theo mốt thời trang, như tâm hồn đang mang một nỗi u hoài khó tả. Quay vào phòng, ngồi yên trên ghế một lúc như để xác định hiện tại, và nhớ lại giờ này đêm qua diễn ra cảnh chia tay đầy nước mắt trong buồng giam ở trại Nam Hà. Tôi không muốn nghĩ tiếp, nên lấy giấy ngồi viết thư ngắn cho chị tôi và những người thân ở miền Nam báo tin tôi được về, nhưng còn ở lại miền Bắc một thời gian. Nhìn đồng hồ trên tường đã quá 10 giờ đêm. Tôi tắt đèn và lên giường nằm. Căn phòng vẫn mờ ánh sáng vàng nhẹ phản chiếu của đèn đường. Thỉnh thoảng cơn gió nhẹ làm cửa mình, những cành cây đang yên giấc. Tôi nhắm nghiền mắt lại và hồi tưởng những năm tháng qua. Đời người như một giấc chiêm bao, mới đó mà đã mười mấy năm qua đi rồi. Mười mấy năm buồn vui lẫn lộn trong kiếp sống một linh mục trong ngục tù cộng sản. Tôi nhớ lại mới ngày nào từ giã mẹ già gạt nước mắt ra đi. Khi bước ra khỏi nhà, tôi không biết bao giờ mới có dịp trở lại. Nay mẹ tôi đã chết 11 năm rồi, nhưng chưa lần nào tôi được nhìn thấy ngôi mộ của mẹ. Tôi nhớ lại chuyến xe lô Minh Chánh năm xưa trên quãng đường từ ngã ba Trung Lương đi Sài Gòn. Chiếc xe đã đưa tôi vào ngã rẽ cuộc đời. Lúc đó, ngồi trên xe trong tâm trạng rối bời, tôi tự nhủ, từ đây mình bước vào một tương lai vô định. Chẳng biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao, nhưng nếu định mệnh an bài cho mình còn sống, chắc hẳn mình sẽ viết lại vở kịch đường đời mà mình đã trải qua, và chuyến xe hôm nay sẽ là màn đầu.